Hà Tiên là Trung Quốc đây. Đây là bến phà Thạnh Thới, phà cao tốc Thạnh Thới bắt đầu di chuyển nhiều neo từ Hà Tiên đi Phú Quốc. Bến phà còn chở rất là nhiều ô tô, toàn ô tô tải, hàng rất là nặng cồng kềnh. Trời âm mù rồi, sắp mưa. Trời đường kia mưa cũng to quá kìa, trắng xóa. Mưa rồi, phải vào trú mưa thôi. Đường kia mưa to kìa, đây này mưa trắng xóa trời. Ở đây có bắt đầu mưa đang đột về phía đầu bản.